chưa bao giờ bác bài em anh người đang trình diễn chất âm của một cặp loa đến từ Mỹ, đó là thương hiệu JBL, có một đen là MR86, một trong loa sử dụng bát 40 từ 19 học 76 và tiếp kèn từ 14 học 44, có thể cho chất âm cực kỳ hoàn thiện mỹ mãn, đỉnh cao của nó ngang ngửa dòng loa tầm 30-40 triệu. Dòng loa này sản xuất tại Mỹ và dòng Mỹ, tiếng bát đánh cực dày và ấm, có thể chơi bạo lực, tiếng chép đánh leng keng lách tách. Về thị trường âm mở tức đối rộng trước sau trên dưới. Hay bác phải nghe tiếng kia tép, chỉ có lòng Mỹ với tiếng tép leng keng lách tách hoạt động ở cái dải tầm khoảng từ 17 đến 20 kHz rất tốt. Tiếng bass đánh quá dày và ấm, loa tình trạng đẹp xuất sắc, có thể như mới luôn nha. Tuổi thơ sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy, sáng mai đây ra biển kinh kỳ, giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn. Loa và chẳng bóng liếng đen bồi và tất cả góc cạnh đẹp xuất sắc luôn, rộng là 70, sâu 45, cao 1m03, rồi tại Mỹ tình trạng rất xuất sắc, nghe nhạc cực kỳ đẳng cấp luôn nha. Bây giờ phần 2 em tháo được tất cả nha. Rất vui được gặp lại các bác và anh em là những người đam mê chất âm của loa Mỹ giá rẻ nhưng chất âm của nó là đỉnh cao so với cái dòng loa Mỹ. Thì trước mắt các bác và anh em, hôm nay anh em về được hai đôi loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL và có một đây là MR86, một dòng loa dụng bát 40 tép kèn, phù hợp cho tất cả những bác chơi không gian nhỏ, không gian lớn và không gian vừa. Thì với dòng loa 86 này, thực ra bạn giá thành nó rất hợp lý, nó rất là bình dân, nhưng chất âm của nó ngang bằng với những loa JB tầm khoảng 3-40 triệu nhé. Tại sao nó rẻ như vậy? Lý do cái dòng loa 86 này, cái tật nó là cái thùng nó to, do vậy nhiều bác muốn chơi nhưng không gian nhà mình bé quá, do đó không chỗ kê. Nhưng nhà các bác chỉ cần có chỗ kê thôi thì đôi loa 86 này trở lên tuyệt vời và đẳng cấp. Với dòng 86 này nó chơi hay hơn cả những 825 và 925, bởi vì thùng to hơn nữa nhé. Cổ bát, cổ từ, phân tần giống nhau nhưng thùng to hơn, và cái thùng thiết kế là tán âm, do vậy là âm thanh nó mở rộng đi xa, cũng như là tiếng bát đánh dày hơn và mạnh hơn, lực hơn. Do vậy nếu các bác nhà các bác cần đủ diện tích kê thì giải pháp mua loa Mỹ JBL 86 là một giải pháp tuyệt vời, đúng đắn, ít tiền nhưng ngược lại chất âm thì quá là xuất sắc. Về cổ bát, cổ tép cấu tạo như dòng 926, 826, rồi là 935, 835 nhé, 4655, G732, vân vân, rất nhiều dòng loa Mỹ nó đều dụng cổ bát này và tép này. Với dòng này ấy, chơi cả dòng bạo lực với màng bát dày hơn 938 và 838, tép giống nhau, tép từ 14 họng 44.4, thì ngày nay em phải là đôi đẹp xuất sắc nhé, có thể xoay gương được, đẹp không tì vết, bóng liễng, bóng lộn và liền nhánh nhé, tất cả các cạnh góc của nó không xước sát. Đấy, em tên là Nguyễn Thị Đẹp và rất đẹp nhé, có cái dáng cực kỳ thanh thoát và cơ bắp, vừa cơ bắp và thanh thoát nhé, tức là nó thanh thoát kiểu cơ bắp đấy, ý thế nhá. Thùng gỗ bọc da rất đẹp nhé, da cá sấu, đây bác nhìn qua một lượt này, quá là đẹp đúng không ạ, quá là xinh luôn. Cái lưng nó như cái phán này,
Đây đẹp chưa? Dòng này là sản xuất tại Mỹ và do Mỹ nhá, tiếng nó thì khỏi chê rồi, bởi em quá nhiều bài test rồi nhá. Có 3 cấp độ bánh, cộng 2, trừ 2 và không dB, tức là ít tép, nhiều tép và bình thường. Hỗ trợ 2 cổng vào, MR826, Sony 27143. Sản xuất tại Mỹ. Thì nhá. Em bạn nào có chốt thì chốt luôn nhá, em về một đôi đấy, hai đôi còn đôi nữa chưa làm được. 26410. Đẹp không tì vết. Quá đẹp đúng không? Cái này nó chấm điểm 10 thôi, chứ không phải điểm 9 rồi. Điểm 10. Về củ bát, củ tép. Em quay trong cái này. Phần tần là zin 100% rồi. Đấy, bông theo màu màu vàng, vàng cháy và bông thủy tinh. Đây là những cái dòng sả sơn của nó. Ok bác nhá. Và cái thùng thứ hai nhá cũng đẹp như vậy. Đấy. Bao zin bát từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Phần tần nó có các cuộn cảm và tu điện nằm phía sau kìa. Đấy. Phía sau dây Mỹ thì không thể sai được rồi. Về củ tép thì quá đẳng cấp bác nhá, đẹp xuất sắc luôn, zin tuyệt đối luôn. Từ nó từ 14 họng 4.4. Đây là một trong dòng tép huyền thoại rồi. Không chê bác nhá. Về củ bát thì quá xuất sắc mà này. Đấy, chưa dập vỡ, chưa làm gì cả. Zin. Con này họng 76 từ xấp xỉ 20. Này nhìn nào. Đẹp leng keo luôn. Và màn nó còn có màu hồng nữa nhá. Rất đẹp. Gần độ làm dầu 3 sóng. Bên này đẹp leng keng luôn. Đó. Về họng của nó thì xuất sắc quá nhá. Quá đẹp. Họng từ quá đẹp. Không điểm trừ. Nhà cái từ nó còn sáng quắc. Đúng không? Chưa dập vỡ gì cả. Rồi này các chơi thì quá an tâm rồi. Quá là ngon lành rồi. Đấy. Khô ráo. Đẹp đẽ. Đây em về một đôi với nhá. Một đôi duy nhất. Bạn nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Từ sắp xỉ 20 họng 76. Coi này dây nhôm rồi. Tiếng rất hay, độ nhạy cao. Dễ dàng ghép với những cụ này công suất bình dân. Âm ly là 76 nó anh phà vào nhá. Mọi thông tin mua sắm các bạn liên hệ em số điện thoại 0936 583 10. Bao zin, bao đẹp, bao phê cho các bác luôn. Bác nhu cầu chuyển khoản cho em 1 triệu hoặc 1,5 triệu nhá. Loa rất nặng, hai đóng gói rất là cầu kỳ nhá. Anh Nguyễn chào các bác.